mừng cả nhà đến với kênh tin tức nóng chọn lọc của mình ngày hôm nay nhé. Và lại là mình đây thì mình sẽ mang đến cho cả nhà những phần tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có tâm ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ không làm mất thời giờ của cả nhà nữa, chúng ta hãy cùng bắt đầu đến với bản tin đầu tiên trong ngày hôm nay luôn nha. Lý do Nga dồn lực tập kích sân bay trọng yếu của Ukraine. Nga triển khai nhiều đợt không kích dữ dội nhằm vào sân bay Starokostyantynivka ở tỉnh Khernivtsi nhằm triệt hạ mối đe dọa từ tên lửa Storm Shadow của Ukraine. Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành đòn tấn công hiệp đồng bằng tên lửa tầm xa chính xác cao, phóng từ tàu chiến và máy bay, nhằm vào các căn cứ không quân của đối phương ở khu vực Starokostyantynivka thuộc tỉnh Khernivtsi và vùng Dumno của tỉnh Rib đêm 6 tháng 8. Phát ngôn viên Bộ phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, Sehil Turin, phó giám đốc tỉnh Khernivtsi ở miền Tây Ukraine xác nhận quân đội Nga đã tấn công sân bay Starokostyantynivka gây ra loạt vụ nổ. Phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Inat cũng cho biết một trong những mục tiêu chính của cuộc tấn công là sân bay Starokostyantynivka, mô tả địa điểm này là nỗi ám ảnh của lực lượng Nga. Sân bay Starokostyantynivka từng nhiều lần hứng chịu các đòn tập kích quy mô lớn của Nga, do đây là căn cứ chủ chốt của không quân Ukraine và là điểm đóng quân của phi đội cường kích Su-24 trang bị tên lửa dẫn đường Storm Shadow Cape Easy cho Anh và Pháp viện trợ. Đòn tập kích sân bay Starokostyantynivka đêm 6 tháng 8 được chia thành 3 đợt, sử dụng 67 tên lửa và máy bay không người lái UAV tự sát. Mở đầu là tên lửa hành trình KH-101-555 phóng từ quân tạc cơ Tu-95MS kết hợp với tên lửa đạn đạo Iskander-M. Đợt thứ hai huy động tên lửa hành trình Kalib và UAV Zeran 2, trong khi đòn kết thúc sử dụng nhiều tên lửa tàng hình KH-101. Đây được cho là đòn tập kích tên lửa lớn nhất nhằm vào mục tiêu đơn lẻ tại Ukraine, dường như mục tiêu là cơ sở hậu cần và kho chứa tên lửa, cũng như nhà chứa máy bay Su-24 tại sân bay. Nga hiểu rõ mối đe dọa từ tên lửa Storm Shadow và Cape Easy khiến họ quyết tâm phá hủy Starokostyantynivka. Zander Thakur, cựu sĩ quan không quân Ấn Độ nhận định. Hình ảnh được công bố cho thấy lực lượng cứu hỏa đang tìm cách dập lửa tại khu vực Starokostyantynivka nhưng không rõ có phải trong sân bay hay không. Lữ đoàn không quân chiến thuật số 7 Ukraine là mục tiêu chủ chốt trong đòn tập kích. Phi đội Su-24 trang bị tên lửa Storm Shadow của lữ đoàn này đã phá hủy hàng loạt mục tiêu nằm sâu trong hậu phương của Nga. Chuyên qua xương sự David S. Victor Forbes, Nga không thể thu được kết quả rõ rệt ngay cả khi đòn không kích đánh trúng 10 mục tiêu cùng lúc. Moscow có khả năng xóa sổ hoàn toàn mối đe dọa Storm Shadow Cape Easy. Điều tốt nhất họ có thể làm là liên tục bào mòn lực lượng vận hành và hạn chế tối đa nguy cơ với loại vũ khí này, Thakur nhận định. Bản tin kế tiếp, Philippines triệu đại sứ Trung Quốc phản đối tàu hải cảng xịt vòi rồng. Manila triệu đại sứ Trung Quốc để trao công hàm phản đối việc tàu hải cảng nước này bị tố xịt vòi rồng về phía tàu tiếp tế Philippines ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines hôm nay triệu đại sứ Trung Quốc Hoàng Khê Liên để trao công hàm với những từ ngữ phản đối mạnh mẽ. Theo một quan chức hàng đầu Philippines, Manila nhấn mạnh hành động của tàu hải cảng Trung Quốc đã vi phạm quy định quốc tế về tránh va chạm trên biển cũng như Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS. Cảnh sát biển Philippines BCG hôm 6 tháng 8 ra tuyên bố cho biết một tàu hải cảng Trung Quốc đã cản đường và xịt vòi rồng vào hai phương tiện được hải quân thuê để chở thực phẩm, nước, nhiên liệu và vật phẩm tiếp tế cho quân nhân nước này trên chiến hạm BRB Sierra Mare thuộc bãi Cổ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Sự cố diễn ra ngày 5 tháng 8 khi tàu cảnh sát biển Philippines hộ tống các tàu tiếp tế này đến gần bãi Cổ Mây. Không thủy thủ nào bị thương trong sự cố. Chúng tôi lên án mạnh mẽ các hành động nguy hiểm của hải cảng Trung Quốc CCG cũng như việc sử dụng vòi rồng bất hợp pháp chống lại tàu BCG. Lực lượng này cho biết, những hành động như vậy của hải cảng Trung Quốc không chỉ coi thường an toàn của thủy thủ đoàn Philippines và các tàu tiếp tế mà còn vi phạm luật pháp quốc tế. Mỹ, Liên minh châu Âu, Nhật Bản, Australia cũng ra tuyên bố ủng hộ Philippines và chỉ trích hành động của Trung Quốc, cho rằng
chúng đe dọa trực tiếp đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Hải cảng Trung Quốc hôm nay ra tuyên bố nói rằng, trước đó đã yêu cầu Philippines không đưa tàu đến bãi Cổ Mây và không chuyển vật liệu xây dựng để sửa chữa, gia cố quy mô lớn cho chiến hạm BRB Sierra Mary. Trung Quốc nói rằng họ sử dụng vòi rồng để tránh va chạm với tàu Philippines. Bãi Cổ Mây thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Năm 1999, Hải quân Philippines cho ủi tàu chiến cũ nát BRB Sierra Mary trên đảo Cổ Mây, biến nó thành một tiền đồn để duy trì hiện diện trái phép ở khu vực. Quân đội Philippines triển khai một đơn vị thủy quân lục chiến đồn trú trên tàu chiến này và phải phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn tiếp tế từ đất liền. Đây không phải lần đầu Trung Quốc cản trở tàu Philippines ở bãi Cổ Mây. Hồi tháng 11 năm 2021, ba tàu hải cảng Trung Quốc cũng chặn đường, chiếu đèn pha và xịt vòi rồng ngăn cản, buộc các tàu tiếp tế Philippines phải hủy nhiệm vụ và quay về. Tin tiếp theo, rào cản ngôn ngữ cản trở phi công Ukraine học lái F-16. Ukraine chỉ có 8 phi công sẵn sàng học vận hành tiêm kích F-16, trong khi ít nhất 20 người khác phải học ngôn ngữ trước khi được chọn. Quan chức cấp cao Mỹ giấu tên và một người am hiểu tình hình tại Kiev hôm 5 tháng 7 tiết lộ, 8 phi công Ukraine thông thạo tiếng Anh đã sẵn sàng tham gia hóa trình huấn luyện trên tiêm kích F-16. Ngay khi các quốc gia châu hoàn tất kế hoạch đào tạo và được Mỹ phê chuẩn. Tuy nhiên, chưa có thời gian biểu cụ thể cho hoạt động này. 20 phi công khác nói được tiếng Anh nhưng không quá thông thạo, dự kiến bắt đầu khóa học ngôn ngữ ở Anh ngay trong tháng 8. Tổng cộng 32 phi công Ukraine đã được chọn làm ứng viên tham gia chương trình đào tạo, nhưng khả năng sử dụng tiếng Anh lưu loát vẫn là rào cản, quan chức Mỹ nói. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan hôm 21 tháng 7 cho biết chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ hành động nhanh nhất có thể để chuyển tiêm kích F-16 cho Ukraine. Phát ngôn viên Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ John Kirby cũng nói thêm tiêm kích F-16 sẽ xuất hiện trên bầu trời Ukraine vào cuối năm nay. Đan Mạch và Hà Lan đang dẫn đầu liên minh 11 quốc gia hỗ trợ đào tạo phi công F-16 cho Ukraine, nhưng họ chưa thể đồng thuận về kế hoạch huấn luyện và chưa có nước nào cam kết cung cấp tiêm kích cho Kiev. Bất chấp các mốc thời gian đầy tham vọng, chương trình huấn luyện phi công tiêm kích F-16 cho Ukraine không thể bắt đầu cho tới khi Bộ Ngoại giao Mỹ duyệt chuyển vật tư đào tạo liên quan, trong đó có sách hướng dẫn và thiết bị mô phỏng bay. Quyết định này vẫn chưa được thực hiện. Khi được hỏi về chương trình huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine bị trì hoãn, cố vấn Sullivan dường như đổ trách nhiệm cho các đồng minh và đối tác châu Âu khi nói rằng những quốc gia này cần thêm vài tuần để xây dựng hạ tầng cần thiết. Trong khi đó, một số quan chức Mỹ hồi tháng trước nhận định tiêm kích F-16 khó đến tay Ukraine trước đầu năm 2024. Chúng tôi có thể huấn luyện và cho một số phi công bay vào cuối năm nay, song một chiếc F-16 thật sự do Ukraine vận hành không có khả năng xuất hiện trước mùa xuân năm sau, một người cảnh báo. Bản tin thứ tư, tàu chiến Nga-Trung xuất hiện gần bang Mỹ. 11 tàu chiến Nga-Trung tuần tra gần bang Alaska của Mỹ và Washington đã phản ứng bằng cách điều 4 tàu khu vực tới khu vực. Các thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa ở bang Alaska là Dan Sullivan và Lisa Murkowski hôm 5 tháng 8 ra tuyên bố cho biết 11 tàu Nga và Trung Quốc hoạt động gần đảo Aleutian vào tuần trước. Sự xuất hiện của tàu chiến Trung Quốc và Nga ngoài khơi bờ biển Alaska là lời nhắc nhở rằng chúng ta đã bước vào kỷ nguyên gây hấn mới do Bắc Kinh và Moscow dẫn đầu, nghị sĩ Sullivan cáo buộc. Phát ngôn viên Bộ Tư lệnh Phương Bắc NORTHCOM của Mỹ nói rằng NORTHCOM và Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ đã triển khai máy bay, tàu khu trục để giám sát hoạt động tuần tra của Nga và Trung Quốc. Hiện lực lượng Nga và Trung Quốc vẫn ở trong vùng biển quốc tế. Tuyên bố của hai nghị sĩ Alaska cho rằng các tàu đang đi qua vùng biển của Mỹ, song NORTHCOM phủ nhận điều này. Các lực lượng hàng không và hàng hải dưới sự chỉ huy của chúng tôi đã tiến hành loạt hoạt động để đảm bảo khả năng phòng thủ của Mỹ và Canada. Cuộc tuần tra của họ vẫn ở trong vùng biển quốc tế và không bị coi là mối đe dọa, NORTHCOM cho hay. Phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ Liu Bengyu cho biết, theo kế hoạch hợp tác hàng năm giữa quân đội Trung Quốc và Nga, tàu hải quân hai nước này gần đây tiến hành tuần tra chung ở vùng biển phía Tây và Bắc Thái Bình Dương. Hành động này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến tình hình quốc tế cũng như khu vực hiện nay, người phát ngôn nhấn mạnh. Theo nghị sĩ Sullivan,
các tàu Trung Quốc và Nga đã đến gần Alaska mùa hè năm ngoái và chạm trán một tàu tuần duyên Mỹ đang tuần tra định kỳ. Ông Sullivan cho rằng đó chỉ là phản ứng hờ hững và yêu cầu các lãnh đạo quân sự cấp cao phải sẵn sàng cho phản ứng mạnh mẽ hơn trong tương lai. Vì lý do đó, tôi rất vui khi thấy bốn tàu khu trục Mỹ phản ứng với sự việc mới nhất, gửi thông điệp mạnh mẽ tới Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Mỹ sẽ không do dự bảo vệ lợi ích quốc gia sống còn của chúng tôi ở Alaska, ông Sullivan nêu. Hải quân Mỹ và các lực lượng khác trong nhiều thập niên qua đã lo ngại về hoạt động quân sự gia tăng ở khu vực Bắc Cực do khí hậu ấm lên và vùng nước rộng mở hơn vì băng tan chảy. Sự việc mùa hè năm ngoái xảy ra khoảng một tháng sau khi NATO cảnh báo về mối quan tâm của Trung Quốc đối với Bắc Cực và việc Nga tăng cường quân sự ở đó. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Nga đã thành lập bộ chỉ huy Bắc Cực mới, mở các địa điểm quân sự mới và cũ ở Bắc Cực. Năm tàu hải quân Trung Quốc cũng đi qua hạnh hải Mỹ ngoài khơi Alaska khi tham gia tập trận chung với Nga vào tháng 9 năm 2015. Nga và Trung Quốc đã tăng cường đáng kể quan hệ đối tác kinh tế và quốc phòng từ khi chiến sự Ukraine bùng phát. Moscow và Bắc Kinh cũng nhiều lần cam kết tăng cường quan hệ quân sự. Bản tin thứ 5, bản tin cuối cùng trong video tin tức nóng chọn lọc ngày hôm nay, cũng là bản tin thú vị, hấp dẫn và hay nhất có trong ngày hôm nay luôn nha cả nhà. Và bây giờ, để biết được thông tin chi tiết của bản tin thứ 5 là bản tin như thế nào thì chúng ta hãy cùng bắt đầu lên với bản tin thứ 5 ngay bây giờ luôn nha. Chuyến đi săn của Tổng thống Mỹ cho ra đời gấu bông Teddy. Tổng thống thứ 26 của nước Mỹ, Theodore Roosevelt, từng từ chối bắn một con gấu bị trói và công chuyện đó dẫn đến sự ra đời của gấu bông Teddy. Tổng thống Roosevelt giữ chức từ năm 1901 đến năm 1909 là người đam mê săn bắn. Trong nhiệm kỳ, ông thường tổ chức những kỳ nghỉ kết hợp săn gấu trên núi. Tuy nhiên, có một chuyến đi săn đã không mang về cho ông chiến lợi phẩm nào. Thay vào đó, nó đưa tên tuổi ông vào lịch sử như nguồn cảm hứng cho món đồ chơi yêu thích của trẻ em. Năm 1902, sau một năm điều hành đất nước đặc biệt khó khăn với nỗ lực hòa giải giữa các công ty khai thác than và những công nhân đình công, Tổng thống Roosevelt quyết định rằng ông cần nghỉ ngơi. Đáp lại nguyện vọng của lãnh đạo Nhà Trắng, thống đốc bang Mississippi Andrew Longino mời ông đi săn gấu ở miền Nam. Tổng thống Roosevelt đến Onward, Mississippi vào tháng 11 năm 1902 cùng nhóm người đến bẫy, ngựa, chó săn và các nhà báo. Mọi người háo hức muốn xem thợ săn nổi tiếng hành động. Hal Collier, một nô lệ được trả tự do am hiểu địa hình khu vực, nhận trách nhiệm hướng dẫn viên cho chuyến thám hiểm kéo dài 10 ngày. Mặc dù Roosevelt là thợ săn thú dày dặn kinh nghiệm, ông có nhược điểm là rất thiếu kiên nhẫn khi tìm kiếm mục tiêu. Tôi phải nhìn thấy một con gấu bằng xương bằng thịt ngay trong ngày đầu tiên, ông nói với Collier. Tuy nhiên, gần hết ngày, những người vẫn chưa phát hiện bất kỳ con gấu nào. Nhằm gây ấn tượng với tổng thống, Collier đã điều toàn bộ đội chó săn của mình và cuối cùng chúng đánh hơi được một con gấu già. Dù con gấu chống trả quyết liệt, những con chó săn cuối cùng vẫn bao vây nó thành công. Vì muốn giành cú bắn kết liễu cho tổng thống, người đang ở khu trại, Collier dùng bán súng đập vào đầu nó rồi trói con gấu lại, buộc vợ nó vào cây. Roosevelt mong đợi có thể tự mình săn được con mồi, nhưng khi đến nơi, ông nhìn thấy một con gấu đầy máu, đang kích động vì bị trói. Những thợ săn đi cùng cổ vũ ông bắn phát súng kết liễu, nhưng tổng thống từ chối, cho rằng việc bắn một con gấu bị trói là phi thể thao. Tuy nhiên, vì con gấu bị thương nặng, Roosevelt yêu cầu giết nó một cách nhân đạo để chấm dứt sự đau đớn. Các nhà báo tháp tùng ông trong chuyến đi lập tức viết bài kể về lòng trắc ẩn của tổng thống Roosevelt. Tin tức lan rộng truyền khắp cả nước. Ngày 16 tháng 1 năm 1902, Lipford Benman, họa sĩ biến họa từ báo Washington Post, lấy sự kiện này làm chủ đề về bức tranh mô tả cảnh tổng thống Roosevelt thay cho một con gấu con dễ thương. Bức tranh trở nên nổi tiếng đến mức Berman tiếp tục đưa nhân vật con gấu nhỏ mà ông gọi là gấu Teddy vào các bức vẽ khác trong suốt nhiệm kỳ của Roosevelt. Teddy là biệt danh của tổng thống Roosevelt. Khi tranh vẽ của Berman trở nên nổi tiếng, một người đàn ông tên là Maurice Mitten nảy ra ý tưởng đặc biệt. Ông và vợ Rose sở hữu cửa hàng kẹo và đồ chơi thủ công nhỏ ở Brooklyn, New York. Rose là một con gấu bông nhỏ bằng vải nhung và sau đó trưng bày gấu Teddy tại cửa hàng nhà Mr. Tom. Hàng trăm người đã đề nghị mua con gấu nhồi bông của Rose. Trước khi bán nó,
vợ chồng Miss Tom quyết định xin phép tổng thống. Họ gửi các món đồ chơi cho Roosevelt làm quà tặng cho các cháu của ông, cùng một lá thư xin phép sử dụng cái tên Teddy cho con gấu bông. Tổng thống Roosevelt đồng ý và gấu Teddy ra đời từ đây, nó dần trở nên nổi tiếng khắp nước Mỹ. Nhà Miss Tom đã phải dành mọi nguồn lực để sản xuất chúng nhằm đáp ứng đơn hàng ngày một nhiều lên. Tổng thống Roosevelt còn sử dụng gấu Teddy làm biểu tượng cho đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử năm 1904. Những nhà sản xuất đồ chơi trên khắp nước Mỹ sau đó cũng bán các phiên bản khác của gấu Teddy. Một công ty ở New York còn bán gấu bông mang tên Berman để vinh danh họa sĩ Lipford Berryman. Gấu Teddy trở nên nổi tiếng toàn cầu khi nhà sản xuất đồ chơi Đức Richard Tipp đổi thương hiệu gấu nồi bông của công ty ông thành gấu Teddy và bán chúng trong các cửa hàng đồ chơi ở Đức vào năm 1903. Trong vòng một năm, những cửa hàng đồ chơi trên khắp châu đã bán sản phẩm từ Tipp. Nhà lập pháp bang Mississippi T. Holland năm 2002 trình dự luật đề nghị gấu Teddy được chọn là món đồ chơi chính thức của bang và yêu cầu này được thông qua. Holland cho biết ông làm vậy theo đề xuất từ Sarah Dossett, một giáo viên nghỉ hưu. Không chú ý nhiều đến gấu Teddy cho đến năm 1990 khi cháu trai 2 tuổi của bà qua đời vì bệnh bạch cầu. Hàng chục người đã gửi hoa và gấu bông để chia buồn. Mọi người sử dụng gấu Teddy như một biểu tượng của sự an ủi và yêu thương, bà nói. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết video của mình ngày hôm nay nhé. Và để ủng hộ cho kênh, cả nhà hãy cho kênh của mình một like, một chia sẻ, một đăng ký, cũng như là bật nút chuông phía bên dưới để nhận được những thông báo khi kênh của tụi mình ra video mới nhất nhé. Và bây giờ, thay mặt cho ekip của Tin Tức Nóng Chọn Lọc ngày hôm nay, thì mình xin cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mình trong thời gian vừa qua. Và sẽ mong trong thời gian sắp tới, cũng như trong tương lai sắp tới, sẽ được nhiều sự ủng hộ nữa từ quý khán giả gần xa, cũng như là trong và ngoài nước nha cả nhà. Và bây giờ thì xin kính chào, tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà với những tin tiếp theo nha. Tạm biệt cả nhà.